Sương tập thể dục sớm hơn cả anh. Dạ. Sương đúng là một mẫu người phụ nữ hoàn hảo, đúng mẫu người phụ nữ anh đang cần tìm. Nếu như chúng ta mà kết lại thành một đôi, đúng chuẩn là cặp đôi hoàn hảo đó Sương ạ. À, dạ thôi anh ơi, em không dám mà làm cặp đôi hoàn hảo đâu. Tại anh biết không, đường tình của em á không có được suôn sẻ đâu. Em đã trải qua rất là nhiều mối tình gặp gần trong gai dữ lắm. Đúng vậy, tất cả ai cũng phải trải qua những đường tình gặp gần trong gai, sau đó mới dẫn đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp được. Nhưng mà cái đường tình của em nó kỳ lạ, nó khác biệt dữ lắm anh. Để em kể cho anh nghe. Sao? Mối tình đầu tiên của em á, lần đầu tiên trong đời anh đi ăn với người yêu của mình, anh cảm thấy hạnh phúc quá. Dạ. Mà anh ơi, mình ăn buffet thì thật sự nếu mà đã no rồi thì cũng không có cần phải lấy thêm đồ ăn như vậy đâu. Mình không có cần phải ăn cho lại vốn đâu anh hả? Theo những gì mà anh tính toán được á, từ nãy đến giờ thì sức ăn của em bằng gấp 3 lần của anh. Vì vậy mà anh quyết định mà lần sau mà có đi ăn hả, thì nên đi ăn buffet em. Dạ. Chưa hết đâu. Thật sự là trước khi gặp em á, anh đã có tính toán trước. Theo như những gì anh tính á, thì sức ăn của em rất là khủng khiếp. Vì vậy mà anh có mua sẵn bên Hot Deal 2 cái vé voucher buffet buổi trưa ngày mốt nè. Đây, anh tặng em đó. Dạ nhưng mà ngày mốt em không có đi được. Tại sao mình không đi ngày khác vậy anh? Ý không được đâu em. Theo như những gì mà anh tính toán được đó. Nữa hả? Thì thứ bảy là ngày mốt. Mà thứ bảy thì sao? Nó mắc hơn ngày thường. Ngày thường giá rất là phải chăng, còn thứ bảy giá nó mắc lắm. Anh phải tốn thêm 65.000 phụ thu nữa đó em. Đó, mối tình đầu tiên của em là như vậy đó. Anh thấy như thế nào? Theo anh thì người bạn trai đó không có tính toán gì đâu. Có thể là do tính cách của anh ta đã hình thành từ nhỏ là một người rất là tiết kiệm, cho nên anh ta mới xài kỹ lưỡng đến như vậy. Mà tuy nhiên, anh ta không cần phải giải thích với em cụ thể từng chi tiết đến như vậy, vì làm như vậy sẽ khiến em cảm thấy rất là khó chịu. Nói như vậy mà anh cũng giải thích hợp lý hoàn hảo vậy hả? À anh ạ, vậy còn mối tình thứ hai của em nó cũng như vậy nè. Sương có biết là Sương đẹp lắm không? Thiệt á. Trong mắt anh, Sương lúc nào cũng number one hết á. Number one là số 1 á. Đẹp quá à. Cảm ơn anh. Nghe anh nói vậy em cũng cảm thấy đủ vui, đủ hạnh phúc rồi. Thì em cũng biết rồi đó. Công việc của anh là tổ chức sự kiện, cho nên những cái gì mà chi ly nhỏ nhặt nhất anh đều set up sẵn sàng hết. Như cuộc hẹn đối với người yêu hôm nay chẳng hạn. Đây. Dạ. Cái gì vậy? Anh biết là em thích hoa hồng, mà đặc biệt là dị ứng với hoa hồng thật, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn một bông hồng giả cho em. Thích không? Bữa sau gói lại cho nó đẹp để như vậy giống cúng em quá. Anh giỡn thôi. À, đẹp mà. Dạ. Dạ cái gì vậy? Anh lấy điện thoại. Alo. Ừ, tôi đây. Đúng rồi. Là bên mình cần bao nhiêu chị? Hội thảo suất ăn là 1.500 suất ăn là hả? Wow. Rồi chị yên tâm. Trời, thực phẩm bên em là an toàn sạch sẽ, giá cả phải chăng? Dạ. Nhưng mà có điều này nha, chị phải thanh toán trước cho em 50%. Rồi chị cứ yên tâm. Rồi cảm ơn chị. Bông đẹp em ha. Dạ. Anh xin lỗi, tại công việc bận quá cho nên cầm điện thoại suốt vậy đó. Dạ. Ủa rồi mình nói tới đâu rồi ta? Cũng chưa nói cái gì. Em nhìn đi, bàn đẹp không? Anh là đặt riêng cái nhà hàng là chọn cho anh cái màu trắng này đó. Anh thích sự tinh khôi, giống như em vậy đó. Dạ. Nghe đi. Alo. Ừ. Sao? Bao nhiêu cái? Rồi. Ủa mà ghế nhựa hay là ghế sao chị? Rồi, ghế quầy ba. Bọc màu trắng thắt nó màu hồng. Rồi 100.000 cái nha chị. Trời, đâu có được. Thời buổi giờ chị làm vậy chết em à. Thôi được rồi, cắt giá nha, 99.500 đồng.
ok không? Rồi ok ok, chiều em kêu người chở tới liền. Ok, vậy nha, rồi chào chị. Bận rộn. Bận rộn suốt vậy đó. Dạ. Em thông cảm nha. Dạ. Dùng nước đi em. À, dạ. À, à. À, không sao, nãy giờ mình cũng chưa nói gì đâu. Em đẹp quá à. Dạ, cảm ơn anh. Mình bắt đầu nói. À. Alo. Rồi rồi. Hả? Họ muốn cần gặp sếp hả? Ừ. Thì gặp sếp thì kiếm sếp cho họ gặp chứ đừng gọi tôi làm gì. Ừ ha, tôi là sếp mà. Ừ. Chết cha, giờ tôi đang kẹt rồi, giờ sao? Hả? Rồi rồi rồi. Nói họ 5 phút nữa tôi có mặt nha. Rồi, ok, ok, vậy đi. Ừ. Đó, công việc như vậy. Ủa? Đó, câu chuyện là như vậy đó. Anh thấy thì sao? Theo anh thì người bạn trai đó của em là một người rất là đam mê công việc. Người đó đam mê công việc giống như anh vậy nè. Mà những người đam mê công việc như vậy thì lại rất là khao khát và cần kiếm một người bạn gái hay là cũng như là một người vợ phải biết cảm thông với mình. À, vậy hả? Ừ. À, em có điện thoại. À, đợi em xíu nha. Ừ, em cứ nghe đi. Dạ. Alo. À, vậy hả? Em xin lỗi anh, tại chắc là do chân dài quá nên dư. À, không sao không sao. À, chắc là em mệt á. Thôi, em ngồi xuống nghỉ ngơi xíu đi rồi hãy chạy tiếp nha. À, bên kia nó còn dư chỗ kìa. Em qua bên đó ngồi đi. Trời ơi trời, người gì đâu mà đẹp trai phong độ dữ vậy trời. Em bị sao vậy? Wow, à, có thể là em bị cảm nắng đó. À, em... Có sao? Em bị sai âm. Ý lộn, em bị sai nắng. Anh cho em dựa xíu nha. Em cứ dựa vào đây thoải mái ha. Rồi. Đúng rồi đó. Rồi nghỉ ngơi đi ha. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Em nói chuyện xong chưa? Dạ. Đi theo anh. Nè, qua đây. Dạ. Em đi. Cái gì vậy anh kêu qua đây có gì không? Sao lạ vậy? Chứ sao mới vừa kéo em qua cái là đi nhanh dữ vậy ta? Em đâu có biết đâu. Ủa nhưng mà nãy giờ anh với cổ ở đây chân dài như vậy mà anh còn không quan tâm. Anh đúng là Mr. Hoàn hảo mà. À, anh xin lỗi nha, em có công việc em gọi điện thoại chút xíu. Em cứ nghe đi. Dạ. Cứ gọi đi. À, anh Khôi hả? À, dạ, em đang ở ngoài công viên nè. À, em đang chạy bộ thì em gặp một người đàn ông rất là hoàn hảo ở đây nè. Em có hẹn đi làm tóc ở bên tiệm anh đó. Bây giờ em ghé tiệm anh nha. Dạ, bye bye anh. À, thôi em phải đi rồi. Chào anh nha. À. Đúng là phụ nữ thật là khó hiểu. À không, nhiều khi những người phụ nữ hoàn hảo như Xuân thì mới hiểu được. Ủa sao kỳ vậy ta? 246 thì hẹn chạy bộ với mình, còn 357 thì lại hẹn hò với một người khác. Ủa là sao? Ôi, phụ nữ thật là khó hiểu. Không, cũng đâu có gì khó hiểu mà khó hiểu. À, hay là chỉ những người phụ nữ hoàn hảo như Xuân mới khó hiểu. Khó hiểu không?
Phải rồi. Hôm trước Tuyền vừa nói về người đàn ông hoàn hảo là Xuân thích mình hay thích người đàn ông hoàn hảo kia. Thôi kệ, cứ tự tin là Xuân thích mình đi. Bởi vì những người đàn ông hoàn hảo đã tuyệt chủng hết rồi. Mình vậy là cũng bén lắm rồi chứ.